Đó đúng với câu là tao không chịu tao win, tao win phải chịu tao. Bốn rổ bên đen này. Gãy anh em ạ, à, gãy chính thức hôm nay gãy anh em nhá. Cười lên. Cười, cười đi chơi. Nhanh lên cười. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game Kawin anh em nhé. Hôm nay tiếp tục vào chơi bull anh em ạ. Vẫn là phóng x10 anh em ơi. Cho anh em thắng lớn anh em nhé. Mình đang có khoảng tầm 5 triệu 2 anh em ạ. Để xem nay là có được cái gì dã hồn không anh em nhé. Hôm nay mình chơi nói thẳng với anh em là hôm nay cái chỉ tiêu của mình là hơi gắt. Đó, hôm nay cái chỉ tiêu của mình là hơi gắt anh em ạ. Xem nếu mà được thì xem chốt lãi khoảng tầm là 15 đến 20m không anh em ạ. Nó hơi quá với cái sức của mình nhưng mà không sao anh em ạ. Để xem hôm nay cầu kèo thế nào anh em ơi. Rồi, thắng quản 3 cầu luôn anh em ạ. 172.000 anh em nhé. Bull 7 tôi không sợ đâu anh em ạ. Bull 7 tôi không sợ đâu. Cứ tiếp tục tôi đi vào 100k rồi anh em nhé. Bull 7 tôi không sợ đâu. Vẫn cứ dí tiếp vào. Này em thắng 3 cầu anh em ạ. 789 anh em ạ. Đâu 7810 anh em ạ. Gắt thật là gắt anh em ơi. Rồi ok anh em nhé. Xem đây là tham vọng cao xem có được không anh em ạ. Bull 8 này, Bull 8 này, Bull 9 này, tham vọng cao anh em ạ, vẫn không sợ anh em ạ, vẫn lời được 49.000 anh em ạ. Chỉ cần thắng anh em thắng được 2 ô là anh em có lời được một chút, thắng 3 ô là thêm được một tẹo anh em ạ. Hôm nay tham vọng cao xem có được không anh em ạ. Xem là trèo càng cao ngã có đau không anh em ạ. Rồi ok, vẫn cứ tiếp tục vã tiếp vào 100k anh em nhá. Lên nào, Bull 9 này, đủ mà. Bull 9 là anh em vẫn cứ anh em ạ, đủ mà hôm nay thiên thời địa lợi cực kỳ luôn anh em ạ. Anh em có thấy quả không? Bull 7 thắng, Bull 8 thắng, Bull 9 mình thắng, vẫn cứ thắng một tí anh em ạ, không có nhiều nhưng mà vẫn cứ thắng một tí. Hôm nay thì gọi là thiên thời địa lợi đấy anh em ơi. Vẽ ăn tiếp vào 100k anh em nhé. Trời không sợ đất thì đất phải chịu trời thôi anh em ơi. Bull 8 này, Bull 2 này, 49 này. Rồi ok, vẫn cứ là binh chơi linh anh em ạ. Phát này được 240k anh em ơi. Ma tình run thật anh em ạ. Đó đúng với câu là tao không chịu Kawin, Kawin phải chịu tao. Đúng anh em. Đúng với cái câu tao không chịu Kawin, Kawin phải chịu tao. Chơi một đống như thế, ba cầu, ba bốn cầu toàn 49, 410 anh em ạ. Vậy mà vẫn thắng anh em ạ. Rồi thế này được một ô thôi anh em ạ, được một ô thôi. Mất 512k rồi anh em nhá. Không sai anh em nhá. Không sai anh em ạ. Cứ tiếp tục vã đi. Mình 3 4 cầu mình không gãy như thế này là kinh khủng rồi. Tiếp tục anh em ạ. Rồi ok anh em, vẫn cứ lên nào. Nào 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 nào. Giật nó phát nào, cho nó xong nào. Bài lẻ này, 45 này, 44 này, rồi ok 42 này. Rồi binh chi linh luôn anh em ơi, phát này được 1.164.000 anh em ạ. Vẫn tiếp tục anh em nhá. Phát này thì đi liều hơn phát chứ anh em ơi. Trời không chịu cái gì nhỉ? Mình không chịu Kawin, Kawin phải chịu mình. Ok anh em. Tiếp tục một tay này hơi bị rát anh em ạ, 150k anh em nhá. Anh em xem thế quả vừa nãy kinh không? Ba cầu, ba bốn cầu anh em ạ. Ba bốn cầu mà mình không bị gãy. Mã đủ mà tay này gãy rồi, tay này bị gãy rồi. Tay này bị gãy rồi anh em ạ, tay này bị gãy rồi. Thôi phát này đi 50k đi. Giật cho nó mấy phát không nó không về anh em ạ. Giật cho nó mấy phát mà nó không về anh em ơi. Đáng lòng rồi, đáng lòng ơi. Trời ơi đất hỡi rồi. Trời ơi đất hỡi rồi. Bull 4 này, Bull 6 này, Bull 1 này, Bull 9 này. Rồi ok. Thắng 2 ô anh em ạ. Có lời một chút, 327.000. Vẫn cứ lên anh em nhá, vẫn cứ lên. Tay này lên nhiều hơn chút đi, 70k đi anh em ơi. 70k anh em ạ. Mấy quả kia công nhận tung tay thật anh em ạ. 47, 48, 49 mà mình vẫn thắng được ngoạn mục. Còn không có lời thì anh em ơi. Lên tiếp nào. Đủ con mẹ, ván này gãy rồi. Ván này gãy rồi. Đủ mẹ, nó gãy rồi. Gãy rồi, thôi gần 800k. Má thật tình, hôm nay số không đỏ với Bull Bull rồi anh em ạ. Số không đỏ với Bull Bull rồi. Số không đỏ với Bull Bull rồi anh em ơi. Đồ mẹ. Số không đỏ với Bull Bull rồi anh em ơi. Đồ mẹ, nó vãi. Vãi trưởng thật này. Vãi trưởng thật này. Trời ơi.
Chơi không chịu đất thì đất phải chịu trời anh em ạ. Chơi không chịu đất thì đất phải chịu trời. Trời không chịu đất, ui địt con mẹ nó. Ca cơ nào, ngẫm lại nào, ngẫm lại nào, ngẫm lại nào. Ca cơ này, ca cơ này, ca cơ này, bên đen này. Biết ngay mà. Từ á, cơ này về tép này. Cái đầu linh hoạt này, cái đầu linh hoạt này. Một đỏ, một đen. Và một đen, một đỏ. Một đen, một đỏ. Chỗ ok. Có lên làm phát nữa không anh em nhỉ? Có lên làm phát nữa không anh em nhỉ? Đủ căng thật sự luôn anh em ạ. Có lên làm phát nữa không nhỉ? Thôi nhận đã. Không được ngu ngốc lúc này anh em ạ. Không được ngu ngốc lúc này anh em ơi. Nào, nào. Bên đen tiếp phát nữa nào. Trời ơi không được anh em ạ. Ngay rồ. Không được nào. Ui trời ơi. Đủ. Ra 10 chứ. Ra 10 chứ. Lên tiếp nào. Ui dồi ôi. Tiếp nào phát cuối nào. Ui địt còn mẹ nó vãi cướp thật anh em ạ. Xui thế. Xui thế. Mày còn né được không? Mày còn né được không? Căn này căn này. Ui dồi ôi. Đủ. Má nhầm mày chứ giật dẹo ấy nhờ anh em nhờ. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời như này. Trời không chịu đất, đất phải chịu trời như này. Trời không chịu đất, đất ui đi. Trời ơi. Trời không chịu đất, ui dồi ôi. Ôi ôi, gậy. Càng quá. Trời không chịu đất này. Đổ mẹ nó chứ này. Cây thế nhỉ. Cái quả bun bun kia mình vẫn cay quả bun bun anh em ạ. Cay vẫn quả bun bun anh em ơi. Đồ mẹ cay quả bun bun thật sự luôn anh em ơi. Cay quả bun bun. Cay quả bun bun ra đi chưa này. Lên nào. Bốn rô. Bốn rô. Cái này ra bốn rô. Bên đen này. Gãy anh em ạ. Gãy chính thức hôm nay gãy anh em nhá. Chính thức là hôm nay gãy. Quả bun bun này gắt quá anh em ạ. Hôm nay chính thức là bị sập anh em ạ. Thôi và video này của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.